trong bản tin Việt Nam Top News hôm nay. Bệnh viện Hùng Vương đang điều trị cho hơn 120 sản phụ mắc Covid-19. Ở tuổi 71, bác sĩ về hưu Phạm Biên từng công tác tại 3 bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ thành phố chống dịch. Tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 của cả nước cũng có sự cải thiện, tăng 2,5 lần so với ngày 1 tháng 8. Hàng chục thành viên câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng và nhóm SOS Đà Nẵng trắng đêm giúp đỡ bà con từ miền Nam chạy xe máy về quê. Đôi nam nữ thuê xe cứu thương thông chốt kiểm soát đi từ thành phố Vinh của Nghệ An vào Hà Nội để kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Thành phố Vũ Hán ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng sau hơn một năm vắng bóng. Trung Quốc tìm cách kiềm chế đợt dịch lớn nhất trong nhiều tháng. ASEAN trở thành tay vợt ngoài châu Á đầu tiên giành huy chương vàng cầu lông kể từ năm Thế vận hội mùa hè năm 1996. Tiền đạo Neymar sẽ mất thời gian để lấy lại vóc dáng khi hội quân cùng PSG ở mùa giải 2021-2022. Gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị, những khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Top News hôm nay. Sau đây, Khánh Nguyên xin mời quý vị đến với những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay ngày 3 tháng 8. Bệnh viện Hùng Vương đang điều trị cho hơn 120 sản phụ mắc Covid-19. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các y bác sĩ tại đây vẫn luôn dốc hết sức để bảo vệ bệnh nhân, được mẹ tròn con vuông. Bệnh viện Hùng Vương với quy mô 1.200 giường trong những ngày dịch bệnh Covid-19 được chia làm hai khu vực, một bên phục vụ sản phụ bình thường, một bên phục vụ sản phụ đang nhiễm Covid-19 với quy mô 120 giường. Chỉ sau một tuần triển khai mô hình bệnh viện điều trị Covid-19, tất cả các giường đều kín chỗ. Ban đầu, bệnh viện chỉ nhận trường hợp sản phụ có chỉ định can thiệp sản phụ nhiễm Covid-19, sản phụ có thai kỳ trên 38 tuần. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều trường hợp đang mang thai 19, hơn 20 tuần khi đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp nên bệnh viện không thể không tiếp nhận. Bệnh viện Hùng Vương cũng đang đảm nhận vai trò tiếp nhận, vận hành bệnh viện dã chiến số 16 thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, hiệu suất làm việc của các y bác sĩ tại đây tại thời điểm này không phải là 100% mà lên tới 200-300%. Ở tuổi 71, bác sĩ về hưu Phạm Biên từng công tác tại 3 bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ thành phố chống dịch. Ông là một trong số các tình nguyện viên đặc biệt trong số hàng trăm người đã đăng ký tham gia hỗ trợ chống dịch theo lời kêu gọi của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ông tham gia hỗ trợ công tác sàng lọc tiêm vaccine từ ngày 26 tháng 7 đến nay với tinh thần còn khỏe thì còn đăng ký chia lửa với ngành y tế. Thoạt đầu, nhiều người không biết vị bác sĩ đang thao tác thuần thục là người cao tuổi do ông mặc đồ bảo hộ kín mít. Đến khi nhìn vào đôi mắt, một phần tóc và đôi mày bạc trắng họ mới vỡ lẽ. Ông cho biết lúc mới đăng ký hỗ trợ chống dịch thì gia đình phản đối, đặc biệt là vợ ông. Thế là ngày ngày ông lại chia sẻ với vợ, với con, cháu về những vất vả, cực nhọc của các y bác sĩ tuyến đầu, dần dà gia đình mới đồng ý cho ông đi. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 211.854 mũi 1 và 3.924 mũi 2 cho người dân trong ngày 2 tháng 8. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, thành phố lập kỷ lục mới về số lượng người được tiêm trong ngày. Tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 của cả nước đang có sự cải thiện, tăng 2,5 lần so với ngày 1 tháng 8. Chỉ sau 2 ngày, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 lên gấp đôi. Trong ngày 2 tháng 8, thành phố được tổ chức tiêm vaccine cho đội ngũ shipper nhằm duy trì mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiêm chủng đồng loạt cho nhóm ngành nghề này. Bên cạnh đó, ngày hôm qua, cả nước có thêm 538.488 liều vaccine Covid-19 được tiêm. Số lượng mũi tiêm tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 40% tổng số liều vaccine Covid-19 trong ngày 2 tháng 8 của cả nước. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, 69.743 người lớn tuổi đã có bệnh nền được tiêm vaccine. Đợt 5 của chiến dịch tiêm vaccine tại thành phố triển khai chính thức từ ngày 22 tháng 7. Từ khi triển khai, tốc độ tiêm vaccine Covid-19 của thành phố đã có sự chuyển biến tích cực, luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lượng mũi tiêm hàng ngày của cả nước. Đến điểm ngày 1 tháng 8, số liều tiêm của thành phố chiếm gần 70% của cả nước. Để liên tục chương trình là một số câu chuyện đời sống kinh tế dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hàng chục thành viên của câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng và nhóm SOS Đà Nẵng đã thức trắng đêm giúp đỡ bà con từ miền Nam chạy xe máy về quê. Hai đêm qua là hai đêm họ vật vả với những chiếc xe hỏng hóc và người gặp tai nạn khi vượt đèo Lò Xo. Xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn hơn 500 người từ Tây Nguyên theo quốc lộ 14B về đến địa phận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nhóm người này được xe cảnh sát giao thông gom từng đoạn, từng khúc khi họ rớt dần và bị tụt lại giữa đèo Lò Xo trên hành trình từ các tỉnh phía Nam vòng lên Tây Nguyên để về được quê. Trong số này có khá nhiều xe bị hỏng hóc trong quá trình di chuyển. Nhóm cho biết không biết đến bao nhiêu xe bị hư và số người đã gặp tai nạn được đưa đến địa điểm dừng chân này. Thủ lĩnh của câu lạc bộ xe bán tải cầm loa phát thông báo, bà con nghỉ ngơi ăn uống 30 phút lấy sức, xe ai hư hỏng để chúng tôi lo.
Các thành viên trong đội vẫn miệt mài sửa chữa xe cho họ và trấn an để khi thức giấc, bà con theo kịp đoàn. Hai đêm qua là hai đêm mọi người thức trắng cho bà con tựa lưng chân đèo. Chợp mắt, khi tỉnh dậy những chiếc xe hỏng hóc đã phần nào ổn, có thể tiếp tục hành trình. Ủy ban nhân dân phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết thi thể của cháu Nguyễn Quy Am, nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm vào chiều 1 tháng 8 đã được tìm thấy. Theo ông Thới, vào lúc 6 giờ sáng 3 tháng 8, các chiến sĩ biên phòng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 đóng tại bãi đất đỏ đã phát hiện thi thể của cháu Am. Trôi dạt vào phía sau chốt, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 200m về phía bắc của đảo Phú Quốc. Trước đó vào chiều 1 tháng 8, tại bãi đất đỏ phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra vụ đuối nước khiến hai người không qua khỏi và cháu Nguyễn Quy A, 9 tuổi đã bị mất tích. Cháu A thuộc nhóm 7 người trong gia đình xuống tắm ở bãi đất đỏ khu phố 6, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chiều 1 tháng 8, trời nổi dông mạnh, sóng biển trắng xóa. Khi thấy nhóm người này đến tắm biển, một số người dân đã nhắc nhở nhưng không hiểu sao họ vẫn mạo hiểm như thế. Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa cho biết đang phối hợp với lực lượng y tế phường hoàn thiện hồ sơ chuyển lên Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm để xử lý vụ việc hai nam, nữ, thanh niên thuê xe cứu thương thông chốt kiểm soát vào Hà Nội. Tổ tuần tra công an phường Mỹ Đình 2 làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình phát hiện xe cứu thương biển kiểm soát số 37B02958 bật đèn hiệu chạy lòng vòng. Thấy nghi vấn, tổ công tác yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm cảnh sát kiểm tra, trên xe có 3 người, gồm lái xe và một đôi nam nữ nhưng không có bệnh nhân nào. Lái xe là BTG, 44 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An, khai nhận chiều 1 tháng 8 đã nhận chở đôi nam nữ trên từ thành phố Vinh ra Hà Nội với giá là 3 triệu đồng. Làm việc với công an, chị TTHN, 21 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình và anh NHK, 19 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, cho biết thuê xe cứu thương ra Hà Nội để kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Liên tục chương trình là một số câu chuyện về thế giới đáng chú ý khác. Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng sau hơn một năm vắng bóng. Số ca bệnh mới được cho là bắt nguồn từ một lao động di cư. AFP đưa tin từ một quan chức cấp cao của thành phố này phát biểu tại họp báo ngày 3 tháng 8 rằng Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân tại tỉnh Hồ Bắc sẽ nhanh chóng tiến hành xét nghiệm toàn dân. Trước đó, kết quả điều tra cho thấy một lao động di cư họ Đường từng tiếp xúc với nhóm du khách tới từ thành phố Hòa An, tỉnh Giang Tô trong lúc chờ tàu điện tại Vũ Hán vào ngày 30 tháng 7. Thủ phủ của Giang Tô là Nam Kinh, nguồn khởi phát của đợt dịch lần này. Từ Nam Kinh, biến chủng Delta lây ra ít nhất 27 thành phố của Trung Quốc với số ca mắc tính đến ngày 2 tháng 8 lên tới 300. Nhân viên này bao gồm hướng dẫn viên đều xét nghiệm dương tính với virus corona. Hai người tiếp xúc gần với thành viên trong nhóm cũng được xác định đã mắc Covid-19. Hãng tin AFP đưa tin hàng triệu người Trung Quốc đang sống trong các khu vực bị phong tỏa, trong bối cảnh nước này tìm cách kiềm chế đợt dịch lớn nhất trong nhiều tháng. Đợt dịch lớn nhất do biến thể Delta gây ra với các ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô hôm 20 tháng 7, đã lan tới hơn 20 thành phố, hơn chục tỉnh của Trung Quốc. Ngày 2 tháng 8, nước này ghi nhận 55 ca nhiễm trong cộng đồng. Giờ đây, các thành phố lớn của Trung Quốc gồm thủ đô Bắc Kinh đang triển khai xét nghiệm hàng triệu dân, phong tỏa các khu dân cư và cách ly trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm. Đến nay, Bắc Kinh đã ghi nhận 4 ca nhiễm trong đợt dịch mới nhất. Trong cuộc họp hôm 1 tháng 8 do Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Thái Kiệt, chủ trì, các quan chức yêu cầu phải bảo vệ thủ đô Bắc Kinh bằng mọi giá thông qua các biện pháp nhanh nhất, nghiêm ngặt nhất và quyết đoán nhất. Trong khi đó, ngày 2 tháng 8, hơn 1,2 triệu dân thành phố Chu Châu thuộc tỉnh Hồ Nam đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa khắt khe. Chính quyền đã triển khai công tác xét nghiệm toàn thành phố và đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19. Ở phần cuối của chương trình, Khánh Huyền xin mời quý vị đến với phần tin thể thao. Thưa quý vị, Victor Axelsen có chiến thắng áp đảo 2-1, 21-15 và 21-12 trước Chen Long để lần đầu tiên giành huy chương vàng nội dung đơn nam môn cầu lông tại Olympic Tokyo 2020. Trái với dự đoán của giới chuyên môn về một trận chung kết căng thẳng và kịch tính, Victor Axelsen nhanh chóng chiếm thế thượng phong trước hạt giống số 6 người Trung Quốc. Tay vợt số 2 từ thế giới với những cú đập đầy uy lực khiến cho Chen Long không thể chống đỡ. Đại diện của Đan Mạch luôn bắt đối thủ bên lưới phải rượt đuổi về điểm số, giành chiến thắng áp đảo 2-0. Hiệp 1 21-15 và hiệp 2 là 21-12 sau 50 phút tranh tài. Victor Axelsen không chỉ đòi lại món nợ mà Chen Long đã vay ở bán kết Olympic Rio 2016, mà nó còn giúp tay vợt 27 tuổi lần đầu tiên giành huy chương vàng nội dung đơn nam ở Thế vận hội mùa hè. Không chỉ vậy, chiến thắng này còn giúp Axelsen trở thành tay vợt ngoài châu Á đầu tiên giành huy chương vàng cầu lông kể từ Thế vận hội mùa hè năm 1996. Carsten Warholm, Na Uy phá kỷ lục và giành tấm huy chương vàng nội dung 400m rào nam tại Olympic Tokyo vào sáng nay. Warholm được đánh giá cao nhất ở phần thi chung kết 400m rào nam khi đang giữ ngôi số 1 và kỷ lục thế giới vào hôm 1 tháng 7 tại quê nhà Na Uy với thời gian là 46 giây 70.
Anh cán đích đầu tiên với thời gian 45 giây 94, phá kỷ lục thế giới của chính mình và kỷ lục Olympic đã tồn tại 29 năm do Kevin Young, người Mỹ, lập ra tại Barcelona năm 1992 với thông số 46 giây 78. Sau khi về đích và biết tin phá kỷ lục, Warholm đã xé áo ăn mừng. Chỉ trong hơn một tháng, anh hai lần phá kỷ lục thế giới ở nội dung này. Warholm đem về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Na Uy ở môn điền kinh và là huy chương vàng thứ hai của họ tại Olympic Tokyo. Neymar vẫn đang trong kỳ nghỉ hè sau khi cùng tuyển Brazil tham dự Copa America. Tiền đạo sinh năm 1992 đang tận hưởng ánh nắng ấm áp tại bãi biển Ibiza, Tây Ban Nha cùng vài người bạn thân. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến vóc dáng hiện tại của Neymar. Cựu sao Barca đang tăng cân trông thấy trong khi League 1 năm 21-22 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Neymar, Di Maria, Marco Verratti khả năng sẽ không kịp góp mặt tại trận ra quân của PSG tại League 1 năm 2021-2022 gặp Troyes. Đội bóng thủ đô Paris phải nhận thất bại 0-1 trước Lille ở trận tranh siêu cúp Pháp hôm 2 tháng 8. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, Le Parisien không thể nâng cao danh hiệu tiền mùa giải này. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Việt Nam Top News tối nay. Quý vị đừng quên thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế để dịch bệnh sớm đi qua. Khánh Huyền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.